Đoàn công tác Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên do đồng chí Đặng Thị Hoa Rầy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân phường Mỹ Phước và Mỹ Quý về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Trong năm 2022, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, phường Mỹ Phước và Mỹ Quý đã lãnh đạo thực hiện đảm bảo tiến độ các chỉ tiêu đề ra, trong đó thu ngân sách đều đạt trên 100% chỉ tiêu giao. Nhiều công trình xây dựng cơ bản được triển khai thực hiện, góp phần tạo nên bộ mặt của hai địa phương ngày càng khang trang sạch đẹp. Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai địa phương đã nêu lên những định hướng, mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và những đề xuất kiến nghị với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên. Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rầy đề nghị lãnh đạo phường Mỹ Phước và Mỹ Quý cần tập trung hoàn thành các công việc để hướng tới lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang, trong đó chú trọng công tác mỹ quan đô thị và an ninh trật tự trên địa bàn, đẩy mạnh công tác quản lý các khu đất công để đưa vào khai thác theo đúng quy định, tăng cường công tác lập lại trật tự đô thị tại khu vực Tây sông Hậu và quản lý chặt việc tái lấn chiếm của các hộ dân tại khu vực làng Ghe. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên cũng đề nghị hai địa phương tiếp tục phát huy thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ vững đoàn kết nội bộ, từ đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời chuẩn bị công tác vận động, chăm lo Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn và công tác trang trí cổng chào, đèn hoa trên các tuyến đường trong dịp Tết Nguyên đán 2023 sắp tới.